Có bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao cùng là thưởng thức món ăn quốc dân, phở bò thì ở mỗi quán khác nhau bạn lại có cảm nhận hương vị khác nhau hay không? Hương vị ấy không chỉ đến từ nguyên liệu, cách chế biến hay địa điểm mà nó còn xuất phát từ cảm xúc của chúng ta khi thưởng thức món ăn đó. Giả sử bạn thưởng thức xong một tô phở ngon và khi thanh toán, hóa đơn bỗng ghi thêm bạn cần trả một khoản tiền cho cái món có tên là VAT mà bạn không hề order, thì lúc này mùi vị của bát phở ấy có lẽ không ngon bằng bát phở có VAT là 0 đồng. Vậy thực hư nguồn gốc món ăn kèm đó là gì? Và có phải khi nào bạn cũng cần phải bỏ tiền thêm cho món ăn mà mình không hề gọi? Tôi là Hải Anh và hãy cùng tìm hiểu qua chuyên mục giải đáp pháp lý ngày hôm nay nhé! Trước tiên, chúng ta cần hiểu VAT là gì? VAT được hiểu là thuế giá trị gia tăng, là loại thuế tính trên giá trị gia tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Hiểu đơn giản là hầu như khi bạn mua hàng hay sử dụng dịch vụ gì ở lãnh thổ Việt Nam thì đều phải chịu thuế. Dù vậy, hiện nay nhiều khán giả cũng không khỏi thắc mắc rằng là cùng một tô phở nhưng lại phải chịu thuế VAT khác nhau. Lý giải trong vấn đề này, chúng ta có thể chia ra thành các trường hợp như sau. Trường hợp 1, giá bán của bát phở đã bao gồm VAT. Khi đó, khi thanh toán, chúng ta không phải chịu thêm khoản phí VAT đó nữa. Chẳng hạn như chuỗi nhà hàng nổi tiếng tên D nào đó, bán giá cho mỗi suất buffet là 150.000 đồng đã bao gồm thuế VAT. Nhà hàng đã nêu rõ rằng giá bán của mỗi suất buffet là 150.000 đồng, vậy bạn sẽ không cần phải trả tiền thêm. Trường hợp 2 là cơ sở kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng một năm. Theo đó, căn cứ theo khoản 25, điều 5 luật thuế giá trị gia tăng hợp nhất, cơ sở kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng một năm thì không phải là đối tượng chịu thuế. Do đó, người tiêu dùng là chúng ta cũng không phải trả khoản phí này. Trường hợp thứ 3, sự chênh lệch giá trên có thể đến từ trường hợp cơ sở kinh doanh đã bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm giá VAT nhưng vẫn tiến hành tính thuế. Chẳng hạn như chuỗi nhà hàng nổi tiếng tên D trên bán giá một suất ăn là 150.000 nhưng vẫn tính thuế VAT là 10% tương đương với 15.000 để thu thêm của chúng ta. Tuy vậy, trường hợp này rất ít xảy ra trên thực tế hoặc chúng ta khó có thể nhận biết được hành vi trên. Nhìn chung, người tiêu dùng có thể phải chịu giá bán hàng hóa, sản phẩm hoặc dịch vụ cao hơn so với giá gốc. Vì vậy, thuế giá trị gia tăng có nhiều vai trò quan trọng, đặc biệt là đối với nguồn thu của ngân sách nhà nước. Do vậy, loại thuế này vẫn được áp dụng cho đến hiện nay. Làm thế nào để có thể giám sát được hoạt động của các cơ sở kinh doanh khi áp thuế VAT với hàng hóa, dịch vụ của họ? Thuế giá trị gia tăng có phạm vi áp dụng khá rộng, hầu khắp các loại hàng hóa, dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam. Vì thế, pháp luật hiện hành cũng có quy định rất rõ điều chỉnh vấn đề này. Căn cứ theo điều 7, điều 8 của luật thuế giá trị gia tăng năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2016 đã quy định rất rõ về giá thu thuế, thuế suất trong từng trường hợp cụ thể. Thông thường, người tiêu dùng khi mua hàng sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ mà mình tiêu dùng. Còn chủ cơ sở kinh doanh hay các doanh nghiệp chỉ là chủ thể có thể thu hộ thuế và nộp thuế cho nhà nước. Do đó, khi mua hàng hay sử dụng bất kỳ dịch vụ nào, chúng ta có thể yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh hoặc doanh nghiệp cửa hàng đó phải xuất hóa đơn cho chúng ta để chúng ta có cơ sở kiểm tra, đánh giá và theo dõi được giá của sản phẩm. Trường hợp cơ sở kinh doanh từ chối xuất hóa đơn, chúng ta có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền vào cuộc để xem xét hành vi trốn thuế. Bởi lẽ, căn cứ theo điều C, khoản 1, điều 17, nghị định 125 năm 2020 của Chính phủ, hành vi này có thể bị phạt tiền tương ứng một lần với số tiền trốn thuế. Vì vậy, để đảm bảo tối đa quyền lợi của mình, người dân cần hiểu rõ bản chất cũng như cách tính thuế, mức thuế suất thông thường để tránh bị mất tiền oan. Vừa rồi là chuyên mục giải đáp pháp lý trên kênh Luật Pháp Trị. Nếu bạn có thắc mắc gì, hãy comment ở bên dưới hoặc liên hệ tới số 0833 125 123 để tư vấn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!